Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng Bi Network Việt Nam. Có thể các bạn đã từng nghe về con số 100 tỷ Bi và nhiều bạn cho nó là một con số rất lớn và xem Bi là một cái gì đó vô hạn và tràn lan. Ai ai cũng có được Bi, ai ai cũng sở hữu được Bi, đào là có Bi. Thì thật sự các bạn đang hiểu sai về con số 100 tỷ Bi này. Chúng ta đã có thể biết Bitcoin, tổng cộng của nó đó là 21 triệu Bitcoin. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì 21 triệu Bitcoin này vẫn chưa được khai thác hết. Và theo như các chuyên gia dự đoán thì đến khoảng năm 2040 thì số Bitcoin này, 21 triệu Bitcoin này sẽ được mọi người trên trái đất này khai thác hết. Và lúc đó sẽ không có một đồng Bitcoin nào được tạo ra nữa cả. Và cũng như không có một đồng Bitcoin nào được khai thác nữa cả. Cho nên, cho dù là tổng cộng 21 triệu Bitcoin nhưng ở thời điểm hiện tại tồn tại trên thị trường chưa tới 21 triệu Bitcoin. Và Bitcoin nó cũng sẽ tương tự như vậy, 100 tỷ Bi. Nó thực chất là một cái kho vàng mà tất cả mọi người thợ mỏ trên thế giới này cùng đào. Và cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ có khoảng hơn 1 tỷ 700 triệu Bi đã được khai thác. Tức là chỉ khoảng 1,7% tổng cung của Bitcoin nha các bạn. Một con số phải nói là cực kỳ nhỏ luôn. Nhưng cái con số này vẫn chưa phải là một con số thực tế đang tồn tại trên thị trường. Mà con số đang tồn tại trên thị trường chỉ rơi vào khoảng 400 triệu Bi mà thôi. Vì cho dù là khai thác hơn 1 tỷ 700 triệu Bi nhưng số Bi đã được khố lại lên tới 1 tỷ 300 triệu Bi nha các bạn. Và chúng ta có thể tính cái trung bình 400 triệu Bi này mà chúng ta đem chia cho 50 triệu người tiên phong tích cực đi. Thì mỗi một tài khoản chỉ nắm giữ khoảng 8 Bi thôi các bạn. Ở thời điểm hiện tại thôi, một con số phải nói là cực kỳ ít luôn. Và với cái tốc độ khai thác như ở thời điểm hiện tại thì chúng ta khai thác một tháng á, thì cũng chỉ được 8 Bi mà thôi các bạn. Thì các bạn biết được Bi nó thật sự là nó khan hiếm và nó khó khai thác đến như thế nào rồi đấy. Và các bạn có thể thấy trước mắt chúng ta đã khai thác hơn 4 năm rồi, không chỉ ở Việt Nam nha các bạn, mà còn tất cả mọi người trên thế giới cùng khai thác. Mà trong vòng 4 năm nhưng chỉ khai thác được 1,7% tổng cung của Bi mà thôi. Từ đó ta có thể nhận thấy nếu mà con người muốn khai thác hết 100 tỷ Bi này á, 100 tỷ tổng cung của Bi nha các bạn, thì thật sự con số phải tính tới mốc thời gian là cả trăm năm và trên 100 năm nha các bạn. 100 năm là mình nói ít đó các bạn. Phải nói là 200-300 năm mới khai thác hết tổng cung 100 tỷ Bi này chứ không hề đơn giản nha các bạn. Bởi vì Bi nó có cái cơ chế giảm tốc độ khai thác, càng nhiều người khai thác thì tốc độ khai thác của nó sẽ càng ít lại, cho nên rất là khó nha các bạn. Cho nên chúng ta nên nhìn nhận một cách thực tế để mà có hiểu được cái mức độ khan hiếm của Bi là như thế nào. Và các bạn nào đang có cái suy nghĩ là Bi là tràn lan, Bi là rất nhiều á, mỗi người hàng triệu Bi, hàng trăm triệu Bi, hàng chục nghìn Bi á, thì sai nha các bạn. Cũng sẽ có những tài khoản là hàng chục nghìn Bi nha các bạn. Nhưng những tài khoản đó là những tài khoản rất ít thôi. Những tài khoản đó chỉ là một hai người đếm trên đầu ngón tay thôi nha các bạn. Cho nên á, ai hiện tại mà nắm giữ ở thời điểm hiện tại khoảng 1.000 Bi thôi là người đó phải nói là cực kỳ nhiều Bi nha các bạn. Cho nên chúng ta nên kích tia xét đều đặn và quý giá những đồng Bi mà chúng ta khai thác được. Rồi, và video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.